Do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19, việc xúc tiến thương mại tại các tỉnh, thành phố và tiêu thụ sản phẩm cam Hà Giang theo phương thức truyền thống gặp nhiều khó khăn. Trong khi đó, cam vàng Hà Giang đã bắt đầu vào thu hoạch và sản lượng năm nay dự báo cao hơn so với các mùa vụ trước. Với nỗ lực hỗ trợ nông dân tiêu thụ sản phẩm qua sàn thương mại điện tử, ngày 3 tháng 10, siêu thị trực tuyến Postmart thuộc Bưu điện Việt Nam đã ký kết và mua 10 tấn cam vàng Hà Giang của Hợp tác xã Nông dân trồng cam sạch Vĩnh Phúc, huyện Bắc Quang. Đây là chuyến hàng nông sản đầu tiên của tỉnh được tiêu thụ thông qua sàn giao dịch điện tử. Để khẳng định uy tín, chất lượng thương hiệu cam vàng Hà Giang, lãnh đạo Sở Công Thương và Bưu điện Hà Giang đã xuống các vườn cam kiểm tra chất lượng, mẫu mã sản phẩm. Đồng thời, Bưu điện Hà Giang cũng cử nhân viên giám sát việc thu hái sản phẩm, dán tem, đóng hộp và vận chuyển lên xe ô tô. Bưu điện tỉnh Hà Giang cũng đã phối hợp với các hợp tác xã trên toàn tỉnh để rà soát cũng như là đánh giá về chất lượng cũng như là cái quy cách, quy trình đóng gói và đặc biệt về cái chất lượng sản phẩm trong cái quá trình đóng gói và chuẩn bị cắt hái. Để đẩy mạnh công tác quảng bá tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp đặc trưng của tỉnh, ngay từ đầu năm 2021, Hà Giang đã tập trung đẩy mạnh chuyển đổi số, phát triển thương mại điện tử để giảm bớt những hạn chế về địa lý, giao thông và các khâu trung gian, đưa sản phẩm nông nghiệp đặc hữu của tỉnh đến tận tay người tiêu dùng. Phát triển thương mại điện tử thì ngành nông thương ngoài việc tập huấn cho người nông dân biết quản lý vận hành các sản phẩm ở trên sàn thương mại điện tử thì Sở Công Thương đã phối hợp với Ủy ban nhân các huyện để hỗ trợ về cái việc mà kiểm tra cái việc cung cấp các sản phẩm nông sản của tỉnh thông qua các sàn thương mại điện tử. Vì chúng ta cũng phải biết rằng là khi tham gia cái sàn thương mại điện tử thì người sản xuất phải chịu trách nhiệm vô hạn với sản phẩm của mình cung cấp và phải cam kết những cái sản phẩm đó là đúng như cái mình đã tuyên bố ở trên cái trang thương mại điện tử đó. Nên là vấn đề đặc biệt rất là quan trọng nên là Sở Công Thương cũng đã khuyến cáo đến người sản xuất là khi tham gia các sàn thương mại điện tử cần đáp ứng những tiêu chuẩn gì, đồng thời là cũng phối hợp với các huyện và các đơn vị là tăng cường cái công tác kiểm tra cái việc mà mua bán sản phẩm trên cái sàn thương mại điện tử để đảm bảo cái sản phẩm chúng ta được cung cấp ra thị trường là có chất lượng và giữ được uy tín đối với sản phẩm của chúng ta trên thị trường. So với cái yêu cầu của sàn điện tử thì như ngày hôm nay thì theo chúng tôi đều nhìn thấy mà đều biết thì cái yêu cầu nó thì đối với nhà vườn chúng tôi thì cũng sẵn sàng đảm bảo, chúng tôi cũng sẵn sàng cung ứng cho đầy đủ mà đảm bảo tiêu chuẩn về chất lượng mà về không tồn dư thuốc bảo vệ thực vật. 10 tấn cam vàng đầu tiên được tiêu thụ thông qua siêu thị trực tuyến Postmart do khách hàng các tỉnh Quảng Ngãi, Bình Định và Đắk Nông đặt mua đã thể hiện rõ hiệu quả bước đầu của các hoạt động quảng bá, giới thiệu, kết nối cung cầu, xúc tiến tiêu thụ sản phẩm cam Hà Giang thông qua sàn giao dịch thương mại điện tử. Qua đây giúp người trồng cam bán được sản phẩm đến tận tay khách hàng.